Trung Quốc tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, còn được gọi là Trung Quốc Đại lục. Đây là quốc gia đông dân nhất thế giới, với số dân trên 1 tỷ 405 triệu người, với diện tích khoảng 9 triệu 596.000 km2. Thì Trung Quốc là quốc gia có diện tích lục địa lớn thứ tư trên thế giới và tổng diện tích lớn thứ ba hoặc là thứ tư, tùy theo phương pháp đo lường. Lịch sử Trung Quốc bắt nguồn từ hơn 5.000 năm về trước và là nước văn minh nhất thế giới trong thời cổ đại. Trung Quốc là đất nước đã phát minh ra giấy, la bàn, thuốc súng và kỹ thuật in ấn. Hiện nay, Trung Quốc có nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau của Mỹ. Cảnh quan của đất nước rộng lớn và đa dạng này thay đổi từ những khu rừng bát ngát đến vùng sa mạc hoang vu, từ những dãy núi cao dài bất tận đến những thành phố văn minh hiện đại bậc nhất thế giới, từ những con sông chảy dài đến những khu phố đông dân cư nhất trên địa cầu, từ những bãi biển trải dài thơ mộng đến những đền đài lịch sử nguy nga. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá 10 địa danh nổi tiếng nhất Trung Quốc. Kính chào quý khán giả. Trung Quốc là quốc gia có quá nhiều địa danh mà có lẽ không có du khách nào có thể đi được hết. Theo nhiều cẩm nang du lịch và các nhà khám phá trên thế giới thì họ đã phải vất vả và đôi khi bất đồng ý kiến khi phải chọn ra những địa điểm nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Dựa trên số lượng du khách đến thăm và được công nhận là kỳ quan thế giới bởi cơ quan Liên Hợp Quốc UNESCO, thì sau đây là 10 địa danh nổi tiếng nhất Trung Quốc. Đứng thứ 10 là địa danh Suzhou, tiếng Việt gọi là Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, cách Thượng Hải 30 phút đi bằng tàu cao tốc. Tô Châu còn được mệnh danh là Thiên Đường Hạ Giới, với vùng đất trù phú, nên thơ và cổ kính của kênh rạch, những cây cầu đá cổ trăm năm, đền chùa cổ kính tuyệt đẹp. Đây còn là nơi có sự kết hợp gần như hoàn hảo giữa thiên nhiên, hồ và các kiến trúc văn minh, nghệ thuật hiện đại. Nổi tiếng nhất là hệ thống kênh rạch chằng chịt, ngang dọc giao nhau. Vì thế Tô Châu còn được ví như là dòng sông Venice Trung Quốc. Những chiếc thuyền chở du khách trôi nhẹ trên dòng nước xanh đục là một hình ảnh rất lãng mạn của thành phố này. Hiện nay, cuộc sống trong thành phố ở Tô Châu tuy đông đúc nhưng lại chẳng ồn ào. Những kiến trúc hiện đại mọc lên khắp nơi nhưng vẫn giữ được nét nghệ thuật êm đềm và thanh thản. Bộ môn đi thuyền buồm là một thú vui giải trí rất thịnh hành tại đây. Hàng năm, Tô Châu thu hút một số lượng khách khá lớn từ khắp nơi với những giải đua thuyền buồm ngoạn mục và vô cùng khéo léo. Đứng thứ 9 là thành phố Chengdu, tiếng Việt gọi là Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam Trung Quốc. Đây là thành phố mà còn được mệnh danh là thành phố hạnh phúc nhất của Trung Quốc. Thành Đô có vẻ kiến trúc rất hài hòa giữa nét cổ kính xa xưa và những công trình văn minh hiện đại. Tuy nhiên, điểm nổi bật và thu hút du khách nhiều nhất là trung tâm nghiên cứu giống gấu trúc lớn, tiếng Anh thì gọi là Giant Panda. Vào đây, du khách có thể tham quan và đến gần với những chú gấu panda cực kỳ dễ thương.
Đây là loài gấu có nguồn gốc tại Trung Quốc, mang vẻ đặc biệt với các mảnh màu đen lớn xung quanh mắt, trên tai và bốn chân. 99% thức ăn của gấu trúc là tre và trúc. Vì thế du khách sẽ cảm thấy rất là thích thú khi chứng kiến cách lột vỏ và ăn trúc rất là khéo léo và đầy kinh nghiệm của mấy chú gấu trúc. Bên cạnh trung tâm này là quảng trường công cộng lớn nhất ở thành đô, dành cho các dàn hợp xướng hay là tập tài chi. Món ăn được biết đến nhiều nhất tại thành đô là sủi cảo. Đây là món ăn dân gian với lớp vỏ bánh mỏng và nhân bánh được làm từ nguyên liệu tươi, thịt nghiền hoặc rau, cùng với hương vị đậm đà mà nay đã được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Đứng thứ 8 là địa danh Sichuan, tiếng Việt thì gọi là Tứ Xuyên, nằm ở phía tây nam Trung Quốc. Đây là một trung tâm kinh tế quan trọng và cũng là điểm đến thu hút của nhiều du khách đến tìm hiểu về lịch sử lâu đời, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những công trình kiến trúc tôn giáo vĩ đại. Trước hết phải nói đến là Lạc Sơn Đại Phật, pho tượng Phật lớn nhất thế giới. Bức tượng được tạc vào một mạch núi của núi Lang Vân, có niên đại lên tới 1.300 năm và được coi là tượng đá Phật lâu đời nhất và cao nhất trên thế giới. Điều đặc biệt nhất của bức tượng này đó là mái tóc được làm từ 1021 lọn tóc xoắn ống và được xếp cạnh nhau tỉ mỉ và đẹp mắt. Đối với người Trung Quốc cổ đại, việc xây dựng một bức tượng có kích thước và tầm vóc lớn là một cách để thể hiện sự biết ơn và tôn sùng với các vị thần. Trong lịch sử đã 4 lần người ta nhìn thấy bức tượng này chảy nước mắt với đôi mắt nhắm lại để tạo ra một niềm hy vọng cho tín đồ Phật tử mỗi khi có tai nạn to lớn xảy ra. Kế đến là khu bảo tồn thiên nhiên Cửu Trại Câu, rộng 60.000 ha, nằm ở độ cao trên 3.000 mét ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên. Nơi đây được ví như là bức tranh xứ sở thần tiên, ngập tràn từ màu đỏ thắm đến vàng mơ vàng đất, xen lẫn cây lá xanh rì phủ bóng xuống lòng hồ trong suốt như pha lê. Cửu Trại Câu gồm những cánh rừng nguyên sinh với hơn 200 loại cây quý. Người dân Tứ Xuyên nổi tiếng ăn cay nhất Trung Quốc, đặc trưng là món đậu phụ sốt Tứ Xuyên, nổi danh khắp chốn, được chế biến từ đậu phụ, thịt heo xay, sốt ớt cay và rất nhiều tiêu. Theo một số thực khách cho biết, thì món ăn này có thể làm cho lưỡi của người ăn tê cứng. Đứng thứ 7 là thành phố Hàng Châu, tiếng Việt thì gọi là Hàng Châu, thuộc tỉnh Trường Giang và cách Thượng Hải 180 km về phía nam. Hàng Châu là một thành phố nổi tiếng và thịnh vượng bậc nhất ở Trung Quốc và được xếp vào danh sách 10 thành phố đẹp nhất Trung Quốc. Mặc dù trong thời gian gần đây nhiều khu đô thị mới được xây dựng, nhưng Hàng Châu vẫn giữ được nhiều di sản lịch sử, văn hóa, giá trị. Một trong những danh thắng nổi tiếng nhất của Hàng Châu là Tây Hồ, tiếng Anh thì gọi là West Lake, có diện tích khoảng hơn 6 km vuông và được chia thành 5 hồ nhỏ. Hàng Châu có một quần thể các địa điểm du lịch bao gồm các đền chùa cổ, khu phố cổ, cũng như cảnh quan thiên nhiên pha trộn vẻ đẹp của hồ và núi.
Hàng Châu nổi tiếng trên thế giới với chè Long Tinh, được đặt tên theo ngôi làng nhỏ tại Hàng Châu, nằm giữa một vùng nông thôn đẹp nhất Trung Quốc. Đứng thứ 6 là thành phố Xi'an, tiếng Việt Nam thì gọi là Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Đây là một trong những thành phố cổ nhất Trung Quốc, với lịch sử hơn 3.100 năm và 13 triều đại Trung Quốc đã đóng đô tại đây. Nổi bật nhất tại Tây An là bảo tàng Binh Mã Dũng, là một trong những khám phá khảo cổ lớn nhất của thế kỷ 20, được phát hiện vào năm 1974. Nơi đây là hầm mộ của 8.000 chiến binh, ngựa và khoảng 10.000 vũ khí bằng đồng, được nung tạc khéo léo từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Đội quân đất nung được chôn theo Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, khoảng vào năm 210 trước công nguyên, và đã được UNESCO phong tặng là di sản thế giới. Địa điểm nổi bật nữa là Trường Thành Tây An, nổi tiếng là khu thành cổ đẹp nhất sau Vạn Lý Trường Thành. Thành cổ Tây An được Chu Nguyên Chương, vị vua đầu tiên của nhà Minh, xây dựng. Đến nay đã có lịch sử hơn 600 năm. Tường thành cao 12 mét, chân tường dày 18 mét, trên bề mặt rộng từ 12 cho đến 14 mét, với một hào sâu bao quanh. Trong thành còn có tháp Đại Nhạn, được đánh giá là một kiệt tác vĩ đại bậc nhất của kiến trúc cổ Trung Hoa. Đứng thứ 5 là địa danh Quế Lâm, tiếng Việt thì gọi là Quế Lâm, nằm ở khu tự trị dân tộc Quảng Tây, phía đông bắc của Trung Quốc. Quế Lâm thường được ví như là cô gái bình dị ở chốn sông nước Ly Giang, không có những tòa nhà chọc trời, những phố mua sắm sầm uất, chỉ có non nước phong thủy hữu tình, những chiếc bè trôi lững lờ cùng những cây cầu cổ mộc mạc mà thôi. Ấy vậy mà nơi đây vẫn là một trong những điểm đến thu hút nhất của các du khách thập phương. Đây là địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên, non xanh, nước biếc, đá kỳ. Tại Quế Lâm còn có dòng sông Ly Giang với vẻ đẹp thơ mộng và hiền hòa. Nếu đi du thuyền trên sông, du khách có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của dòng sông một cách gần gũi. Dòng sông Ly Giang là những phong cảnh nước biếc, núi lạ in bóng, điền viên ven bờ, vẽ lên dòng Ly Giang một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đồi Lao Trại nằm bên cạnh bờ sông Ly Giang, cao 300 mét, là nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh Quế Lâm và sông Ly Giang với vẻ đẹp thơ mộng và huyền ảo. Nằm gần hồ Ly Giang là một khu phố đi bộ Chính Dương. Đến đây, du khách có thể tìm thấy những món ăn đặc trưng và rất nhiều cửa hàng thời trang hay đồ lưu niệm nằm dọc hai bên đường. Dài chính xác là 666 mét. Đây là con số may mắn nhất theo quan niệm của người Trung Quốc. Đứng thứ 4 là Hồng Kông, nằm ở ngoài sông Châu Giang, miền Nam Trung Quốc. Hồng Kông là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu quan trọng nhất thế giới và có số lượng nhà cao ốc chọc trời lớn nhất thế giới.
và đây là tòa nhà The Center, cao thứ tư của Hồng Kông, cao 346 mét với 73 tầng và có tổng diện tích hơn 1 triệu 400 ngàn mét vuông. Tòa nhà này nổi bật với hệ thống đèn hiện đại tỏa sáng rực rỡ xuống thành phố Hồng Kông hàng đêm. Bên cạnh đó là tòa nhà Bank of China, nghĩa là ngân hàng của Trung Quốc, cũng cao ngang ngửa với hình dáng giống như là một lưỡi dao sắc nhọn, mà cũng thường bị chỉ trích là không hợp phong thủy. Và đây là đảo Đại Nhĩ Sơn, là hòn đảo lớn nhất tại Hồng Kông, nổi tiếng với bức tượng Phật lớn nằm trên đỉnh núi, giữa vùng núi non hùng vĩ, màu xanh trải bạt ngàn. Bức tượng nặng tới 202 tấn, được đúc bằng đồng nguyên khối, và du khách sẽ phải vượt lên 268 bậc thang để đến được phía chân tượng. Hồng Kông được mệnh danh là thiên đường mua sắm của châu Á. Không chỉ có những trung tâm mua sắm hàng đầu của thế giới, mà còn có những khu mua sắm địa phương rất lớn, tập hợp nhiều mặt hàng, từ quần áo thời trang đến điện tử và quà lưu niệm. Mà trong đó, con phố mua sắm Lee Garden và Ladies Market, nghĩa là chợ của quý bà, hay được nói đến nhiều nhất. Nhiều du khách cho biết mua sắm tại khu vực này rất là thích thú. Một phần bởi lẽ du khách có thể lựa chọn kỳ co trả giá những mặt hàng mình yêu thích mà người bán hàng vẫn vô cùng thân thiện. Và đây là tu viện 10.000 tượng Phật vàng ở Hồng Kông, với đủ mọi bức tượng Phật có hình dáng và kích thước khác nhau, mà đã phải mất đến 10 năm mới có thể đưa các bức tượng này lên tu viện. Để đến được tu viện, du khách phải leo hết 400 bậc thang quanh sườn đồi với rất nhiều tượng Phật hai bên. Trải dài quanh bến cảng Hồng Kông là vùng vịnh Victoria với con phố đi bộ tuyệt đẹp Sim Sa Sui. Cầu Stone Cutters được xem là biểu tượng hùng mạnh của đất cảng Hồng Kông. Và đây là cầu treo Thanh Mã Hồng Kông, là cây cầu lớn nhất ở châu Á và lớn thứ 7 trên thế giới. Nếu đứng trên cầu, du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh xứ cảng xinh đẹp Hồng Kông từ trên cao. Và có lẽ một món ăn nổi tiếng nhất của Hồng Kông mà du khách nào đến đây cũng phải thử, đó là dim sum. Đây là món ăn sáng với hàng chục thức ăn khác nhau. Thịnh hành nhất là xí mại, hắc cảo, bánh bao, chân gà và sườn heo. Đứng thứ ba là thành phố Shanghai, tiếng Việt gọi là Thượng Hải, nằm ở biển phía đông Trung Quốc. Đây là thành phố đông dân nhất Trung Quốc, với trên 24 triệu người, và được xem là biểu tượng của sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải là sự giao thoa đặc sắc của văn hóa phương Đông và phương Tây. Nơi đây vẫn lưu giữ rất nhiều phong tục truyền thống đậm sắc Á Đông. Bên trong một thành phố hoa lệ, văn minh, tập trung rất nhiều công trình kiến trúc hiện đại bậc nhất trên thế giới. Đến Thượng Hải, du khách chắc hẳn sẽ bị choáng ngợp bởi những trung tâm mua sắm đồ sộ, những cửa hàng đồ hiệu thời trang san sát, những cửa hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Bến Thượng Hải còn được ví như là viên ngọc sáng, thu hút rất đông du khách quốc tế. Đây là quãng đường Thượng Hải dài hơn 1 km và là nơi tập trung các di tích lịch sử của thành phố, cũng như những công trình hiện đại của thế kỷ 21.
sự giao thoa văn hóa Đông và Tây thể hiện rất rõ ràng trong những công trình kiến trúc mang đậm phong cách thuộc địa. Và đây là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, là tháp truyền hình cao thứ 3 trên thế giới, với chiều cao là 469 mét, và là niềm tự hào của Thượng Hải. Từ trên tháp, du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố bằng kính viễn vọng. Và đây là Tân Thiên Địa, là thiên đường của giới trẻ, khu tập trung của các quán bar và nhà hàng, đông vui, nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Đây cũng là điểm tập trung ăn chơi của du khách du lịch quốc tế và cả dân địa phương. Du thuyền trên sông Hoàng Phố êm đềm, uốn lượn quanh Thượng Hải, soi bóng những tòa cao ốc chọc trời, những ánh đèn màu rực rỡ, sẽ là một trải nghiệm khó quên. Và đây là Dự Viên, là một khu vườn rộng lớn và lâu đời ở Thượng Hải, nằm bên cạnh miếu Thành Hoàng. Khi bước qua cánh cổng vườn, du khách sẽ cảm nhận một bầu không khí thanh bình và yên tĩnh. Tuy Thượng Hải là một thành phố đông với nhịp sống hối hả từng phút, song người bản địa hay thích tìm những giây phút thoải mái bằng cách hòa vào nhịp điệu của những bài thể dục khắp đường phố. Đứng thứ hai là Vạn Lý Trường Thành, tiếng Anh còn được gọi là The Great Wall of China, nằm ở phía bắc Trung Quốc. Vạn Lý Trường Thành được xem như là một công trình vĩ đại nhất và là một trong những kỳ quan nhân tạo lâu đời nhất và hùng vĩ nhất còn tồn tại đến ngày nay, và là biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại. Đây là tập hợp của nhiều thành lũy làm bằng đất đá, được xây dựng cách đây từ khoảng 2.500 năm, kéo dài hàng chục ngàn km từ phía đông sang phía tây, có chức năng như một tuyến phòng thủ quân sự để bảo vệ Trung Quốc khỏi những cuộc xâm lược của các bộ tộc du mục phương Bắc như là Mông Cổ hay là Mãn Châu. Ước tính số lượng lên tới 800.000 người đã được sử dụng để xây dựng, và hàng ngàn người đã chết tại đây. Vạn Lý Trường Thành giống như một con rồng đá uốn lượn qua 15 tỉnh thành của Trung Quốc. Theo một nghiên cứu khảo cổ vào năm 2012, Vạn Lý Trường Thành có lúc đã dài đến 21.196 km và cao 7 mét, rộng khoảng 6 mét. Tuy nhiên, vì trải qua hàng ngàn năm bị tàn phá vì chiến tranh và thiên tai, thì chỉ còn dài vào khoảng 8.850 km vào thời nhà Minh. Vạn Lý Trường Thành như một bản trường ca gắn liền với ý chí bền bỉ và lịch sử bi tráng cũng như hào hùng của nhân dân Trung Quốc. Truyền thuyết nổi bật nhất về Vạn Lý Trường Thành là chuyện Mạn Khương Nữ khóc Trường Thành. Kể về nàng Mạn Khương Nữ có chồng là một thư sinh, ngày đêm tân hôn bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Khi đông đến, nàng đan áo cho chồng và đi khắp chiều dài Trường Thành hỏi thăm, và nhận được tin dữ chồng mình đã chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng khóc 3 ngày 3 đêm, nước mắt hòa lẫn máu. Nước mắt Mạn Khương Nữ vang xa 8 dặm Trường Thành, làm đổ sập một khúc tường thành, lộ ra xác chết chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Câu chuyện này đã trở thành một trong 4 truyền thuyết dân gian nổi tiếng nhất văn hóa Trung Hoa, bên cạnh Lương Sơn Bá
chúc anh Đài. Đứng thứ nhất là thủ đô Beijing, tiếng Việt thì gọi là Bắc Kinh, nằm ở miền Hoa Bắc, Trung Quốc. Đây là thành phố với lịch sử lâu đời trên 3.000 năm, thu hút du khách với quá nhiều cung đền vua chúa nguy nga, với những tòa nhà cao ốc hiện đại bao la. Bắc Kinh có rất nhiều địa điểm nổi tiếng, nhưng nổi bật nhất là Tử Cấm Thành, nằm ở giữa thành phố Bắc Kinh. Nơi đây có không gian rộng lớn và cảnh sắc lịch sử tuyệt vời. Cung điện này là của vua nhà Minh và nhà Thanh, với quy mô lớn nhất và được bảo toàn nguyên vẹn nhất trên thế giới. Thành được xây dựng từ năm 1406, với gồm 980 tòa nhà trên diện tích 720.000 mét vuông. Nổi bật nhất là những mái ngói lưu ly màu vàng, là màu tượng trưng cho quyền lực của triều đình Trung Quốc. Và đây là quảng trường Thiên An Môn, là một trong những quảng trường nổi tiếng nhất thế giới, với diện tích gần 44 hectare. Phía bắc của quảng trường là cổng thành Thiên An Môn, và phía nam là Tiền Môn, phía tây là Đại Hội Đường Nhân Dân, và phía đông là Viện Bảo tàng Quốc gia. Toàn khu quảng đường được bao bọc bởi những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và đồ sộ nhất của thủ đô Bắc Kinh. Đây là đền Thiên Đàn, có nghĩa là đàn thờ trời. Đền được xây dựng vào năm 1420 và là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện các nghi lễ tế vị thần của trời, là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm của các triều đại. Đây là Di Hòa Viên, là nơi nghỉ ngơi thưởng cảnh của Từ Hy Thái Hậu, là người phụ nữ nắm quyền triều đại nhà Thanh trong 47 năm từ năm 1861. Đây là nơi thưởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên trong khung cảnh yên bình, thanh nhã. Và đây là phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, được hình thành cách đây trên 300 năm, là khu buôn bán sầm uất bậc nhất tại Bắc Kinh và còn nổi tiếng là khu ẩm thực về đêm. Hai kiến trúc hiện đại bậc nhất mà đã thu hút rất nhiều du khách là sân vận động Olympic Bắc Kinh, còn được gọi là sân vận động tổ chim, có sức chứa 91.000 người và là một trong những công trình tổ chức Olympic lớn nhất thế giới. Và đây là nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh, hay còn được gọi là nhà hát quả trứng, với lối kiến trúc hiện đại độc đáo, giống như một viên ngọc trai nổi lên trên mặt hồ. Ngoài những cảnh đẹp tuyệt tác, những kiến trúc nổi tiếng, Bắc Kinh còn được biết đến là kinh đô ẩm thực của Trung Hoa. Nổi bật nhất là món vịt quay Bắc Kinh. Dù vịt quay thì ở đâu cũng có, nhưng hương vị vịt quay ở Bắc Kinh thì chắc chắn ăn một lần du khách sẽ nhớ mãi, không nhầm lẫn được với các nơi khác. Vịt quay Bắc Kinh đúng là món ăn quan trọng trong bữa tiệc cung đình của hoàng gia. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với chiều dài lịch sử và văn hóa trên 5.000 năm. Vì thế, có quá nhiều địa danh để khám phá. 10 địa danh mà chúng ta vừa khám phá vừa qua chỉ nói lên được phần nào về đất nước và con người Trung Quốc. Hy vọng rằng với những trải nghiệm vừa qua cũng đã đem đến quý khán giả những giây phút hiểu biết thêm về Trung Quốc. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình khác. Quý vị nhớ đăng ký để khi có video mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay.